Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tân Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, biệt chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California. Hay gì đẹp vậy? Chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ Kheo Thích Hiền Trì, chú xứ Lưu Sơn Tự. A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lưu Sơn Tự. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, mấy hôm vừa qua chúng tôi đã đề tài là tầm sư học đạo. Hôm nay đề tài tiếp theo là làm thế nào mà chúng ta có thể tìm được sư phụ giỏi là tầm sư A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy quý cô, cái chuyện nó như thế này nó rất là cái quan trọng khi mà tầm sư học đạo. Cái ngài biết được điểm của chúng con khúc mắc ở chỗ nào và khai mở trí huệ cho chúng con. Nếu chúng con không biết thì không có thể nào mà sạch được tham sân si, thì không có cách chi mà trí tuệ được khai mở. Dạ vâng, như ngài Tinh Hóa đã từng nói, đó là những thứ rắc rến mà nghiệp chướng không nên chấp chứa vào trong lòng. Nếu có nghiệp chướng, có phiền não thì làm sao có trí huệ, có chánh niệm. Lúc lâm chung không thể nào mà mặc dầu ai có thể quy tay cũng không về nổi. Đó là ngày Tiền Hóa cho chúng con được biết như vậy. Cho nên việc tầm sư rất là quan trọng, thưa quý thầy quý cô, nhất là chúng con đây. Và thực sự là không biết thế nào mà để mà tầm sư. Hôm nay xin thầy quý cô chúng chỉ giáo cho chúng con được học hỏi thêm. Ngày hôm nay đó, chúng tôi đang chơi chùa, đang có thời gian này đang có một cái thiền thất là 7 tuần, là tu rất là gắt gao từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm, và 7 tuần liên tiếp như vậy. Thì cái thiền này là nó quý vị ngồi tu 1 tiếng đồng hồ xong đứng dậy đi 20 phút. Quý vị mà ngồi mà tu luyện như vậy đó thì nó có một cái vấn đề nhỏ nhỏ là quý vị sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Nhất là những người Việt Nam ta đồn với nhau đó là thiền, tu thiền đó, rất dễ là tẩu hỏa nhập ma. Có đó đúng không? Thành ra khi mình nói cái tầm sư đó là thường thường ta nói nó liên quan tới khi mình tu thiền thì cần cái người sư phụ để dạy cho mình, cái nó rất là đúng. Trình độ thấp á, thì quý vị chưa cần sư phụ. Quý vị thì muốn nói gì nói, muốn đọc gì đọc, muốn làm gì làm, muốn sao hết á. Quý vị mà dám vào cái thiền thất mà 7 tuần như vậy, mà ngồi cả ngày như vậy đó, mấy tiếng đồng hồ như vậy đó, thì sẽ gặp rất nhiều cái vấn đề. Mà nếu có được cái sự chỉ dẫn á, thì nó vượt qua dễ dàng hơn. Còn nếu mà không được chỉ dẫn thì rất dễ mà lạc được. Thành ra cái sự thật là thầy sẽ nhắc lại là đúng. Khi ta đồn nhau là tu thiền mà không có sư phụ đó, rất dễ là tẩu hoa nhập ma. Nói ngược lại, nói cách khác. Thì mấy bữa trước có tới thăm cái chùa Thái Lan đó, có mấy người nói là đã từng tu thiền 20 năm trời. Ông kia đã tu, đã từng xuất gia bên Thái Lan rồi, dưới hòa thượng rồi, đại hòa thượng rồi. Rồi bây giờ hoàn tục lại tại bị vấn đề. Thì thường thường một ngày là tu thiền 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ bỏ lại còn nửa tiếng thôi, để còn dành 90 phút để tu yoga. Thì thầy tủm tỉm, thầy cười trong bụng. Thầy nói là cái người này đó, thiệt sự không biết, cả thầy với trò cũng không biết gì về thiền. Thành đến độ người học trò tu mấy chục năm trời mà thiền không tiến bộ gì, trên độ mình phải bỏ cái thiền để mà tu yoga, là cái một cái triệu chứng rõ ràng là cái người đi không đúng phương pháp, mà không được cái sự chỉ dẫn đàng hoàng. Vâng, tiện đây xin thầy cho chúng con sự khác biệt của yoga với thiền và của Phật giáo. Thầy không biết, đại khái thì có một cái số đệ tử họ đã tu yoga mấy năm trời rồi tới tu thiền vài tháng với thầy, thì họ cuối cùng họ khám phá là cái thiền giúp họ tiến bộ lại hơn. Cái thiền tông chúng tôi tiến bộ rất là lẹ. Nếu đúng đi đúng cái, đường cái vấn đúng đề là con có một vài người bạn người ta con quen đó, thì họ nói là sau khi mà họ luyện tập yoga rồi đó
Thì sau cái buổi đó họ cũng có ngồi thiền, họ ngồi thiền nửa tiếng. Thì họ thấy là thiền họ cũng an lạc, họ thấy tốt, nên chính vì vậy mà họ cứ tiếp tục họ theo yoga. Dạ, Thì cái vấn đề là mình tâm sư là tại mình có cái nhu cầu thiệt sự đó, là cái việc mà tu mà nhất là tu thiền đó mà không có sư phụ đó thì nó dễ lạc đường, cũng giống như cái việc tu mấy mật tông đó. Bởi vì chẳng hạn như nhất là bên mật tông đó, họ rất là chú trọng cái ông sư phụ. Tại một cái tiêu chuẩn đầu tiên của mật tông đó là ông thầy còn phải tin cái lời ông thầy hơn là tin Phật nữa luôn. Thành ra cái những cái lúc về phương pháp quý vị tu luyện gắt gao thì sẽ nó gắt gao chừng nào thì càng dễ đắc giải thoát đấy, càng tới lẹ hơn thì sẽ cần cái sự hướng dẫn nhiều hơn. Còn nếu quý vị không có tu gắt gao thì đâu cần tâm sư làm cái gì. Thưa thầy cho con hỏi, nếu mà mình tu tịnh độ mình chỉ suốt ngày niệm Phật không thì có cần phải tâm sư không thầy? Tùy cái mỗi người, như có những người ông thầy này ông đã từng thầy hiền trì đã từng niệm Phật ra rất nhiều, là tới tới cuối tuần tới niệm Phật cái nhóm gì đó, nhóm niệm Phật của hộ niệm của họ với nhau đó, họ tu mấy tiếng đồng hồ xong về nhà rồi niệm Phật tiếp. Thì đâu có gì đâu, cái vấn đề đó cái vị cái tầm sư nó có một cái lý do rất là quan trọng, rất là thực tế, là mình nói tầm sư, đại đa số ta nói tầm sư để làm cái gì, tầm sư nghe nói hay thôi, đâu có cái nhu cầu đó. Thực ra khi mà quý vị niệm Phật á, mà đúng phương pháp niệm Phật á, mà tu đúng như 6 tiếng đồng hồ như vậy, rồi ngày niệm Phật tiếp ở nhà mấy tiếng đồng hồ nữa đó, hoặc là ông này có ông bạn là tu bao nhiêu trì chú đạo bi bao nhiêu hả con? 1.000 miếng một ngày là từ thức là từ 12 khuya đến sáng tới 6 giờ sáng tụng 1.000 miếng là giỏi dễ sợ. Cái gì biết chú đạo bi còn sống bao nhiêu năm, là mấy tuổi đó? Nay ông 83 tuổi. 83 tuổi trì bao lâu rồi? 6 năm rồi. 6 năm trời. Quý vị thấy không? Thấy tội gì không? Người ta tu 6 năm trời rồi mà tu mà tụng trì chú đạo bi như vậy 1.000 biến vậy, cái gì đó, cái người này phước lớn không thể tưởng tượng được. Thành ra không tránh được là hơi ngạc mạn, không biết rằng tu 6 năm trời như vậy mà vẫn chưa kẹt, có nghĩa là mình đang dậm chân tại chỗ không đi tới đâu hết. Ví dụ chùa chúng tôi đó, đây là từng huấn luyện mấy đứa sa di ở chùa Long Beach đó. Mấy đứa lớn á, theo mấy ông thầy kia thì nó tụng một biến là 13 giây, cao lắm 13 giây. Đằng nhỏ của thầy 10 tuổi đó, tụng một biến là 6 giây, 7 giây. Thành ra ông này cũng bỏ 1.000 biến, mà thằng nhỏ này nó tụng nó cũng lẹ ông nữa. Không thấy. Thành tội đó, họ không cần tâm sư, thành họ nghĩ là họ đâu thấy bao nhiêu thầy mấy cô có thể trì được 1.000 biến một ngày đâu. Rồi họ nghĩ là họ giỏi hơn mấy thầy mấy cô, họ đâu cần tìm mấy thầy mấy cô. Tại sao họ bị dậm chân tại chỗ, họ không bị vấn đề gì hết. Chứ thiệt sự nếu mà họ tu đúng là lúc này họ ông già đó sẽ bị kẹt lắm rồi, sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Cái trì chú nó phiền lắm. Và con thấy cái tâm ngã mạn đó là đi sai đường rồi. Thành ra cái tầm sư đó là đã có như cô thiệt sự quý vị cần cái người ông thầy để giúp đỡ cái việc giải quyết cái vấn đề khó khăn của mình. Như thầy số đường thầy đi, thầy gặp rất nhiều khó khăn, thành ra phải nhờ, phải biết là lúc đó mình mới biết cái sự giá trị của sự giúp đỡ của ông thầy của mình. Khi được giúp đỡ một vài lần tự động cái vị biết cái lòng tỏ ra lòng biết ơn ngay lập tức. Ta mới biết rằng không có ông thầy giúp đỡ mình thì không cách nào mình có được ngày hôm nay hết. Thành ra cái quan trọng ngày nay thầy xin nhắc lại cái quan trọng, nó có cái nhu cầu thiệt sự cần thầy hướng dẫn giúp đỡ vì vậy đó. Thành ra cái mục tiêu ngày hôm nay mình nói đó, là làm cái nào tìm những vị thầy như vậy bây giờ. Thì xin hỏi anh Thiện Giá, cô Hiền Nhẫn, làm sao mà tìm những người thầy như vậy, kinh nghiệm quý vị là sao? Môn Phật tìm vị thầy thế nào con? Thầy hỏi lại con chứ con hỏi lại không? Dạ vâng. Thật sự tôi, là Hiền Nhẫn cũng không có biết nhiều. Tôi để mình hãy lại không mất thời giờ, tôi có cái ý như thế này. Mời thầy ạ. Tôi hôm qua thầy đi công chuyện, thầy bắt tôi nói cho đại chúng nghe về cái phẩm Kinh Quán Vô Lượng Thọ cho đại chúng nghe.
Thì tôi khám phá một cái điều là cái ngày vua Tần Bà Sa La đó là bị vua con đảo chánh, ông sẽ giết không bất lúc nào. Bà Vi Đề Hy là bà mẹ sau khi cứu ông rồi người con biết cũng giam luôn. Thành ra hai vợ chồng không biết người con giết lúc nào. Thành ra trong tình trạng đó là người ta tuyệt vọng, là không còn nghĩ cái gì nữa hơn là chết hết á. Hai vợ chồng cầu nguyện rất là thừa là chí thiết Đức Phật xuất hiện trong trong ngục để giảng bộ kinh đó. Thì trường hợp như tôi cũng vậy, khi tôi vô tù cải tạo tôi nghĩ là tôi chết, tôi không còn nghĩ đến vợ con, đến danh lợi gì nữa hết á. Tôi một mặt tôi niệm Phật thôi. Thì sau một năm sau chuyển trại tôi ở chung với ông sư duy nhất còn ở lại để dạy tôi kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa. Rồi ra tù tôi cũng cái tâm đó, thì tôi gặp đệ tử là Thượng Quán Đức. Rồi qua đây cũng có tâm đó. Tôi trước khi đi xuất gia, tôi qua Thái Lan, tôi đi theo mấy đại gia Việt Nam cúng dường các vị A-la-hán trong rừng ở Thái Lan một tuần lễ. Tôi chỉ cầu một điều một là tôi nguyện phước báo này được gặp Thiện Tri Thức. Thì qua đây gặp thầy. Khi mà anh đã có không còn có tâm mong cầu gì mà anh muốn tiến bộ là trước sau cũng gặp. Mô Phật, xin thầy cho con được vài phút. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của cái đài Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của chương trình của Chánh Pháp Như Lai. Con xin mời thầy hiền trì tiếp tục. Dạ, tôi không phải là tôi khoe, nhưng mà tôi nói kinh nghiệm để cho quý vị đây biết là rõ ràng là sau khi tôi gặp thầy trong những cái khóa thiền hàng năm á, tôi tham gia, tôi thấy đâu có tiến bộ. Thì tôi ham đến độ mà năm trước khi tôi xuất gia năm 2013 đó, thì tôi không còn phép để tôi nghỉ nữa. Thì hãng nó không cho nghỉ nữa, nó nói mày không còn cái giờ nào để nghỉ nữa đó. Mà tới một tháng sau, một tuần tới, hai tuần nữa là tới thiền thất nữa. Thì tôi quyết định tôi nghỉ làm luôn. Chẳng thà tôi nghỉ làm, tôi không mất cái khóa thiền. Thì anh biết nó lợi ích cỡ nào, tôi đâu có ngu mà tôi bỏ như vậy. Mà tôi làm lương rất là cũng tương đối khá. Mà tôi chẳng thà tôi mất cái job chứ tôi không mất khóa thiền. Rõ ràng là tôi có tiến bộ, tôi nếm được tôi mới biết như vậy. Thật ra đó lý do tại sao tôi xuất gia đó. Chẳng thà tôi nghĩ là tôi xuất gia luôn, để gì? Bây giờ tôi nghĩ rồi đâu có làm gì nữa đâu. Nhưng mà vì lý do là tôi không mất khóa thiền là nó dẫn tới xuất gia luôn. Cho nên thôi anh thiền gia làm sao mà tầm sư đây. Anh nghĩ làm sao anh tìm thầy. Làm sao tìm thầy thưa thầy. Mô Phật, con thì trí tuệ thưa thầy nghe rất là hạn hẹp. Dạ vâng. Thì thực sự là con nói chung là vấn đề tầm sư của chúng con cũng được nghe từ phía Phật tử nữa. Thì nói chung như thế này, cũng con là Phật tử mới nói với con là họ kiếm một thầy, họ hình với thầy đó thường là thí dụ như không phải là chùa to chùa lớn gì hay là nổi danh gì, nhưng mà một vị đó nhiều khi là trông có vẻ là thật là bình thường, nhưng mà tâm nó không có khởi lên nhiều về tham sân si. Nhiều khi họ nhìn vô một cái vị thầy đó mà thường là cái này là hay nhiều lắm, khởi ba cái tâm nó lên thôi là coi như làm Phật tử cảm thấy là trùng lại liền. Và con thấy là đa phần mà Phật tử cũng đều có nói con như thế đó, là họ trùng lại rồi sau đó họ không có, thường là họ không lui tới nữa. Bây giờ không... lấy một cái ví dụ ha. Dạ. Nếu như mà cho chú Thiện Giác chọn giữa ngài Đà Lai Lạt Ma với Hòa Thượng Tuyên Hóa thì chú Thiện Giác sẽ chọn ai làm thầy? Nghĩa là cô nói phải chọn một, hay là đối với con đó, là những vị mà con học hỏi được là con đều phải học hỏi hết. Như là trong cái ngài Tuyên Hóa ở đây đó thì ngài cứ dùng cái câu là các vị tri thức, vâng, là các bát đạo, ngài dùng tất cả đều là các, như là các vị thầy đắc đạo. Và con thì coi như là không có biết nhiều, cho nên là con mô Phật con phải học hết đó, thưa cô. Cái đó đúng, cái đó là trên cái lý thuyết. Dạ vâng. Nhưng đều trên thực tế thì nó không phải như vậy đâu. Chúng giống như anh nói như vậy thì giống như là anh nói là tôi muốn vừa đi học ở trường đại học Stanford với cùng đi học đại học Berkeley luôn. Thì như vậy là đâu phải là tầm sư đâu. Nó đâu ra được hai cái bằng đâu. Cái đó là không phải là nó khác về cái hai cái trường đại học đó. Chẳng hạn như đây là tất cả là con nói là về một cái là về học đạo thôi, nó cùng một chỗ, nhưng mà cũng là quy về một mối thôi, nó không có tách làm hai. Không phải. Vâng. Thầy vẫn chưa hiểu cái ý của thầy. Để thầy nói cho xong con. Để thầy nói cho xong con. Tại hết thời giờ rồi. Khi tinh thần anh nói là không phải tinh thần tầm sư mà tinh thần hiểu cái pháp, học cái pháp thôi. Cái tầm sư này là tìm cái giải thoát, cũng giống như tương ương là quý vị
muốn vào cái trường đại học để ra cái bằng tiến sĩ. Thì cái vị cũng thể nào học vừa Berkeley vừa học Stanford được hết á. Nó không thể nó ra cái bằng được nếu học cùng một lúc. Và theo một cái sự guồng máy, theo sự hướng dẫn của một ông thầy ở trường Stanford, ở trường Berkeley thì mới ra được cái bằng tiến sĩ nhé. Đâu thầy nói tôi vừa học vừa Đà Lạt Ma vừa ngành tiếng hóa được. Thưa quý thầy cô, là theo cái nhận xét con là thế này. Hai ngày đều là đi tới cái hạnh là tu theo giải thoát hết. Dạ vâng. Cái là trong cái hai cái giáo lý vậy đó là đều là hướng tới con ta đó là đều phải bỏ tham sân si và tu tất cả là hiếu đế, nghĩa là cũng nhân nghĩa như nhau như vậy. Dạ vâng, nó không có ngoài ra khác, giống như là ngài Tiên Hóa chứ. Đây không khác để chứ. con thương ngài Tiên Hóa thầm sư, một những vị thầm sư trước đó thì ngài đã có nhiều vị sư phụ như thế rồi, và kế tiếp đó thì ngài đã đọc theo cái Vĩnh Gia đại sư. Và khi mà ngài Vĩnh Gia đọc sư đó thì ngài đọc mà tôi lúc và ngài viết ra những câu mà tại sao ngài tầm đạo như thế này. Rồi sau lúc đó là bao nhiêu năm sau lại ngài lại gặp ngài Hư Vân, thì ngài lại nhận ngài Hư Vân là sư phụ. Mà trong đây thì ngài rất là ca ngợi của ngài Vĩnh Gia đại sư. Ngài Vĩnh Gia đại sư đấy là một vị là chứng đạo là do ai đã coi như khai ngộ cho ngài. Đó là chứng là độc tổ. Để thầy giảng cho anh nghe này, anh vẫn chưa hiểu cái ý của thầy. Ý của thầy á là mình cái ra cái bằng đó cũng giống như là mình đắc giải thoát vậy. Nhưng cần một người thì giúp mình đắc giải thoát thôi. Mình phải chọn hoặc là một cái ông thầy này hoặc một cái trường này để ra được cái bằng này, ra cái bằng của mình đắc giải thoát. Okay. Đó là cái chuyện đầu tiên. Thành ra cái chuyện chọn một chỗ rất quan trọng. Chuyện thứ nhì mà anh chưa nghĩ tới là cái giải thoát đó, chắc anh không biết, cái giải thoát có nhiều cái trình độ khác nhau. Giải thoát trên Phật Pháp chúng ta nó có từ tứ quả A-la-hán cho tới bích chi Phật, cho tới sơ địa, tới thập địa, cho tới diệu đẳng, okay, chánh đẳng, tới diệu đẳng, diệu giác, rồi đẳng giác. Thành ra cái việc biết nó có nhiều cái trình độ lắm. Thành ra cái chuyện, cái cô hình nhận câu hỏi đó nó có ý nghĩa rất là sâu xa. Có nghĩa là nếu anh chọn giữa hai người đó, ý nghĩa là anh phải chọn cái trường nào bây giờ. Còn nếu anh muốn đi học cái bằng đó, ra cái bằng, cái ngành về cái ngành functional analysis, về toán vậy hả? Thì cái trường Berkeley nó giỏi hơn trường Stanford. Thưa thầy. Hoặc là anh học về công điện toán thì có thể song song bộ người học. Bây giờ thưa cho con hỏi một câu đây. Là bây giờ trong giữa hai ngày đó là quý thầy làm sao biết được ngày nào giỏi hơn ngày nào? Vì nào hơn vì nào? Thật ra cái vấn đề là khi mà mình tu, mỗi một vị thầy họ có một cái cách họ tu riêng. Cái con đường họ chỉ mình tới nó hơi khác nhau. Thành ra giống như lúc nãy thầy có nói là các vị sư huynh của thầy đó, mỗi người chỉ thầy một cách khác nhau là thầy bị lẫn lộn tùm lum hết á. Ô khuẩn ấy thì ngày thì thầy nói về cái sư huynh của thầy, còn đây là giữa là hai vị mà hai vị con thấy là bao nhiêu người đều là tôn trọng hết, là Đức là Lai Lạt Ma với ngài Tiên Hóa. Ở đây là con xin đọc ra. Chọn cả hai. Vâng, con thì tốt, cứ như cá nhân con xin được phép nha. Con vẫn là tôn trọng cả hai pháp. Thầy có nói là vấn đề không phải là tôn trọng, tại mình thì giờ đã ít, thầy xin lỗi nói cho nó là lẽ. Tại vì không phải vấn đề là thiếu tôn trọng, vấn đề là mình đi tu để tìm cái giải thoát. Thầy thì cái cô thì nhận câu hỏi là cô tò mò câu hỏi đó, và ý nghĩa cô là bây giờ là mình chọn hai vị thầy đó, chọn hai bây giờ. Thế này, con đã trả lời cho cô, vâng, trả lời quý thầy mà câu, đó là bí vô bộ thẩm sư, đây là có cách nhân của con, thì tự nhiên là con xin phải được là tôn trọng ý của con, là đều hai ngày đó, là đối với con, đều là bậc mà con đều là đáng kính. Đó, để đáng cho con để mà thẩm sư. Đó là con là thưa thật như vậy, đó là ý kiến của con. Con chọn ai? Con chọn ai? Con chọn Hòa Thượng Tuyên Hóa, nhưng mà con, thật ra bây giờ là con chọn thầy là sư phụ của con, là con theo cái... Có ý kiến thế này nè. Sự chỉ dạy của con. Có ý kiến thế này nè. Cái... có hai vấn đề rõ rệt, là một cái ngài Đà Lạt Ma và ngài Tiên Hóa đều đáng cho mình tôn trọng, bởi vì ngài đó mấy ngày đó hơn mình. Rồi cái là mình chọn cái vị nào để mình theo, cái vị đó là kèm cho mình. Thì cái trước nhất là cái duyên, mình gặp ai dễ dàng nhất hay là cái duyên để mình gần cái vị đó trước là một cái khó rồi. Thứ hai là cái vị đó giúp mình thấy mình tự cái tiến bộ mình biết, thì mình làm quyết định mình theo ông này hay là ông kia, chứ không phải mình theo ông này mà mình không khinh ông kia.
mà mình vẫn biết là tôi theo ông A này, tôi thấy tôi tiến bộ, mình tự mình cảm được, mình nhận được, thì giữ lại hai cái duyên mình ở vô này. Còn còn cái ngày kia đó mình vẫn tôn trọng nhưng mình không có theo được, tại vì thưa thầy, mình không thể đi hai chiếc thuyền được, mình phải chọn một chiếc thuyền mình đi thôi. Ông Bồ Phật thầy vừa mới nói là có duyên luôn cả hai đó, ngày hai nha. Mình, mà hai ngày mình vẫn tôn trọng các ngày, nhưng mà mình dọn được chọn vậy mà sát thân cận với mình để vị đó hướng dẫn. Mỗi vị nó có cái cách tu nó khác, cho nên mỗi vị sẽ hướng dẫn mình theo cái đường mà mình cảm giác mà mình tiến bộ, thì cái vị đó là thầy của mình đó. À vâng, nghĩa là hai vị đó đều là để cho mình tiến bộ được. Thế là con đọc, xin đọc cái này của ngài Tuyên Hóa viết vào ngài Bính Gia, rồi sau đó mới chọn ngài Hư Văn. Ngài Bính Gia đại sư là tác giả chứng đạo ca, là lấy pháp mà chứng đạo. Ngài Tuyên Hóa nói, đại sư Bính Gia lúc 4 tuổi xuất gia, học đủ 3 tạng kinh, nghiên cứu sâu rộng về Thiên Thai giáo, lời nói chân thật, cốt cách vô nhiễm, hòa thượng. Tuyên Hóa nhận xét về đại sư như sau, là thuần khiết và thanh tịnh. Ngày 7 Tây tháng 12 năm 1965, hòa thượng Tuyên Hóa đã khởi viết 14 câu kệ để ca tụng, phát nguyện là dốc lòng chí thành khẩn thiết giải tích chứng đạo ca của đại sư Vĩnh Già. Hòa thượng Thiên Hóa biết, lần đầu tiên tôi bắt được bài này chứng đạo ca, bỏ ngủ mà quên mệt, quên ăn mà không đói, ngày ngày tụng nó cho tới thuộc lòng lúc nào mà không hay. Hòa thượng tự hỏi có ai tha thiết tới chứng đạo ca này như tôi không, nghĩa là như hòa thượng không. Hòa thượng tôi đáp, tôi mới hay rằng căn tánh của mỗi người chẳng giống nhau. Người bảo vị này hay, người bảo kẻ kia dở, thật sự là sai lầm. Cái đó là của Hòa thượng Thiên Hóa là biết. Cho nên là con thì con mô Phật, đó là cái sơ cơ của con thôi. Đúng. Coi như sơ cơ của con thì có những cái nó không đúng, đúng sai lầm, nhưng mà con cũng nhắc lại cho quý vị nghe. Cái vị thầy đó theo về cái lý thông thường, người thường rất giản dị, mình chọn vị thầy nó giỏi mình đi theo. Và bây giờ nói, như là thầy nói lý thuyết như pháp sư nói là pháp sư thấy ngài Tuyên Hóa là giỏi hơn ngài Đức Lai Lama. Đúng. Con thì con không có ý kiến cái đó. Đúng. Nhưng mà con thì cái trình độ của con nó nói như thế thôi, là một Phật tử. Thành, là trong anh bỏ thì anh thích cái câu về Vĩnh Gia đại sư đó, cái bài học, cái lời dạy ngài Tuyên Hóa đó không phải là cái nó liên quan tới cái tầm sư, nó nói là dạy đó là dạy về là bớt cái tâm phân biệt đi. Ý nghĩa của phần đó là bớt tâm phân biệt. Dạ thưa, còn trong khi này quý vị muốn tìm cái giải thoát đó, thì mỗi vị thầy đó có trình độ giải thoát nó khác nhau. Mình theo cái pháp đó đó thì mình sẽ được cái căn bản, cái nền tảng, mình sẽ đắc giải thoát nó cao hơn. Thành nó rất quan trọng. Thực sự là thưa thầy, nó phân biệt đó là đúng sai với chính pháp rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình của tôi đã hết. Kính chúc quý vị thân tâm thân lạc. A Di Đà Phật.